Chào anh em nhé. Ngày hôm trước thì mình đã cho anh em xem clip là những chiếc iPhone 8 Plus mà mình bán giá rẻ mà bản quốc tế mà hàng ngon ấy. Đây này 8 Plus anh em này, giá chỉ có 7x mà quốc tế giá rẻ hàng ngon ấy. Thì ngày hôm nay mình lại có những chiếc máy là hàng quốc tế mà giá rẻ mà cũng ngon luôn. Đó là những chiếc iPhone X anh em nhé. Đây là những chiếc iPhone X mà mình chuẩn bị mình bán cho anh em với mức giá rất là tốt. Cụ thể thì dưới 10 triệu anh em ạ, chỉ hơn 9 triệu thôi. Làm sao để mua được cái giá đấy? Thì mà mình quên ấy, cái giá đấy là ngày trong vòng mình làm clip này nhá, mình làm clip này là bây giờ nó là cuối tháng 2 của năm 2020. Thì là cái mức giá những chiếc máy này mình bán nó chỉ có tầm hơn 9 triệu thôi. Để mua những chiếc máy này với giá như thế thì anh em qua bên mình đặt hàng hoặc đặt hàng online thì sang tuần mình sẽ trả cho anh em, có nghĩa là đầu tháng 3 mình sẽ trả cho anh em mức giá chỉ có 9x thôi. Trong vòng tuần sau thôi, có nghĩa là trước ngày mùng 7 tháng 3 anh em nhá, là sẽ có mức giá rất là tốt như vậy. Thế nên là anh em nào mà xem cái này mà vào khoảng tháng 5, tháng 6 hoặc là sau đấy nữa, khoảng năm 2021, 2022 thì đừng có chê mình là bán đắt nhá. Bây giờ nó là rẻ, bây giờ nó rất là rẻ anh em nhá. Bây giờ những chiếc máy này anh em đến cửa hàng mình mua thẳng, nó là hơn 10 triệu. Cụ thể là màu đen là 10 triệu 350, màu trắng là 10 triệu 350. Đây là iPhone X quốc tế anh em nhá. Còn anh em đặt trước là mình bán chỉ có hơn 9 triệu thôi, chỉ có hơn 9 triệu thôi anh em nhé. Thế nên là anh em làm nhanh tay cứ đặt hàng đi. Còn không phải là mình làm cái clip này để mình khoe mình bán rẻ thế đâu. Chẳng qua là mình muốn giới thiệu cho anh em biết là những chiếc iPhone X nó ngon, nó rẻ và nó ngon và nó zin là sẽ là như thế nào. Cũng giống như clip 8 Plus mà hôm trước mình làm cho anh em xem ấy, là mình sẽ hướng dẫn anh em lại lần nữa về cách chọn được những con iPhone X zin trong thời điểm hiện tại. Bởi vì thời điểm hiện tại iPhone X nó không còn zin nhiều đâu, nó còn thay thế mới sửa chữa mới lại cả dựng giếc nhiều lắm rồi. Thế nên là anh em cứ xem clip này để mà mình biết được cái cách test tốt nhất nhá. À mình nhân tiện đây thì mình nói cho anh em biết, anh em có thể nhìn thấy cái đèn mà nó nháy đây không? Thì mình làm rất là nhiều clip về iPhone và rất là nhiều anh em hỏi mình là làm sao có cái đèn nháy này mà điện thoại của anh em không có. Thì mình phải nói thật anh em, đây là cái đèn cảm biến hồng ngoại. Cảm biến của những chiếc điện thoại này thì chỉ có camera mới nhìn thôi nhá. Chứ còn mắt thường anh em chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. Nhưng mà camera nó sẽ nhìn thấy màu nháy màu tím này, đây là đèn hồng ngoại cảm biến ánh sáng ấy, của những chiếc điện thoại đấy. Thế nên là anh em xem để cũng để biết luôn cái đấy. Thì mình phải nói thật anh em, đây là những chiếc iPhone Big X quốc tế hoàn toàn luôn. Và mình ở đây mình có lẫn lộn những cái hàng mà chỉ có 95%. Hàng 95% thì giá thời điểm hiện tại mình bán chỉ còn khoảng 9 triệu rưỡi thôi. Đấy, còn hàng 99% thì mình bán là hơn 10 triệu. Đặt hàng trước thì sau này mình sẽ bán cho anh em với mức giá chỉ có tầm 9 triệu, hơn 9 triệu thôi anh em nhé. Anh em lưu ý là như vậy, thế anh em có đặt hàng trước đi, còn 95% hay 99% thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Ở bên mình nó rất rõ ràng trong vấn đề đẹp và xấu. Hàng 99% là hàng rất là đẹp. Đây, mình sẽ cho anh em xem nhá. Anh em có thể nhìn thấy viền của những chiếc máy iPhone X nếu mà là màu đen ấy thì mỗi lần xước nó sẽ rất là lộ. Đây anh em nhìn đâu. Mà cứ xước như thế này ấy, thì mình chỉ bán thành 95 thôi. Chứ mình không bán thành 99 anh em đâu. Những cái máy 99 thì mình nó phải đẹp như này nhá. Thế nên là anh em đi mua máy để đảm bảo cái vấn đề mà mình có bị thiệt thòi hay không ấy. Mình mua cái giá máy ở bên cửa hàng MSM người ta bảo là 99-95% mà mình mua với cái giá 99% ấy thì đó là thiệt thòi cho anh em rồi đúng không? Anh em nhìn kỹ là nhá, những cái máy mà bị đã xước như này này, đấy, bị xước lộ màu trắng là một chút là như này này. Đó, thì mình sẽ quy định là 95% và những cái máy này thường sẽ rẻ hơn những cái máy mà 99%. Thường bên mình là thường là 500.000 anh em nhé, 500.000. Thế nên là anh em mua máy là anh em lưu ý như vậy, tránh bị thiệt thòi cho mình. Nhiều khi tưởng rẻ hơn bên MSM 200.000 nhưng mà lại dính phải ngay cái máy 95 mà bên MSM rẻ còn rẻ hơn. Đấy, nên vấn đề là như vậy. 99% đây, mình sẽ nói lại anh em biết nhá. 99% nó phải rất là đẹp nhá. Đây, màu trắng anh em này. Đấy, màu trắng rất là đẹp này. Đấy. Đây, anh em nhìn nhá. Màu trắng sẽ rất là đẹp. Đấy, màu đen cũng vậy, nó sẽ không bị lộ viền nhiều. Đấy. Đấy. Và mình lưu ý với anh em này, cái clip này mình làm ra ấy, để mà mình nói cho anh em rõ hơn về vấn đề mà đẹp mà không phải dựng nhá. Chứ còn bây giờ mà anh em đi nhìn đẹp long lanh luôn nhưng mà nó lại bị thay vỏ rồi thì rất là nguy hiểm đúng không? Đó, thế là mình sẽ làm rõ hơn cái vấn đề này cho anh em. Đây, trên mặt bàn mình thì rất là nhiều iPhone X. Mình sẽ lật lưng cho anh em xem để cách mà anh em có thể phân biệt được nó là loại hàng nào nhá. Đây. Đây anh em này. Đây, ngay từ ở trên này thì chúng ta đã nhận thấy ba con đã khác rồi. Đây nhá, mình sẽ bỏ qua đây. Đây này. Thì hôm trước mình có nói về cái vấn đề mà iPhone Refurbished ấy. Thế em không biết đấy, là iPhone Refurbished thì bên mình cũng sẽ bán rẻ hơn 500 bằng giá 95 thôi, mà mặc dù nó là hàng 99. Như đây nhá, anh em có thể nhìn thấy ba con máy này này, iPhone X này sau lưng nó in khác nhá. Đó, anh em thấy nhìn thấy không? Rất là nhiều anh em mới thắc mắc mình tại sao cái máy này nó có in mà máy kia không có in. Thế đây cụ thể như này này.
những máy đấy từ thị trường châu Âu. Châu Âu gồm có Anh này, Pháp này, Đức này, rồi Nga, rồi một số nước châu Âu ấy, thì nó sẽ có cái in cái này. Nó là một cái tiêu chuẩn ở bên đấy, nó phải in. Đấy. iPhone 8 Plus nhá, iPhone X nhá, iPhone XS nhá, iPhone XS Max nhá. Bây giờ thì có 11, 11 Pro Max là nó sẽ vẫn có cái này anh em ạ. Anh em lưu ý như vậy nhá. Và mình cũng đã từng nói với anh em ấy, nếu có cái in như này là khẳng định là lưng xịn đấy nhá. Bởi vì là hiện tại Trung Quốc làm là mình chưa thấy có cái lưng in như này đâu nhá. Hiện tại hàng lưng mà thay ấy, bởi vì thực ra là bên mình không phải là không thay cho khách đâu, mình vẫn có cái lưng mua ngoài để mình thay cho khách. Bởi vì khách nhiều trường hợp làm vỡ mà thay là bình thường, bởi vì những con iPhone X này thay thì không phải tháo cái lưng luôn. Thế là nhiều khi mình thay mình vẫn có để thay cho khách mà mình không nhập được cái lắp lưng nào mà là có in như này, mà chỉ là nhập được lắp lưng mà trắng tinh như hàng Mỹ, hàng Nhật này thôi nhá. Đấy, mấy hàng những nước khác không phải châu Âu nhá thì nó sẽ trắng tinh như này này. Đấy, còn cái hàng mà nó có in như này nhá. Đây. Là hàng Refurbit nhá. Hàng này là cũng tương đối zin ấy, là của cái hãng là Asurion ấy, là cái một cái công ty bảo hiểm điện thoại ở bên Mỹ ấy. Mỹ thì cái gì nó có bảo hiểm, và đây là một công ty bảo hiểm về điện thoại. Trong trường hợp anh em mua máy điện thoại nhá, anh em mua một cái gói bảo hiểm trị giá khoảng $100 chẳng hạn. Chẳng may anh em là mất điện thoại nó cho anh em cái mới luôn. Hoặc là rơi vỡ nó cũng cho anh em cái mới luôn. Đấy là công ty Asurion này. Và những cái mà anh em làm vỡ ấy, nó sẽ làm lại. Nhưng Apple bắt nó là phải in những dòng chữ như này. Rõ ràng như vậy, bởi vì tiêu chuẩn cộng đồng, tiêu chuẩn về sử dụng của người Mỹ ấy, tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng ở bên Mỹ rất là tốt, rất là cao. Thế là những máy đã được làm lại ấy, là bắt buộc phải in như này. Chứ không phải là giống như ở bên Việt Nam mình, những máy đã được làm lại bởi cái ông hàng xóm, ông thợ hàng xóm lại không được in, mà anh em lại mua phải bằng cái giá mức máy zin đúng không? Đấy. Thế là mình làm clip này cũng phải nói rõ cho anh em biết ấy, những cái máy zin nó như thế nhá. Và iPhone X, nói thật với anh em ấy, là nó ra được khoảng 3 năm rồi. Thế nên ấy, zin nhá. Đây. Zin ấy, nguyên zin nó phải cũ cũ, không có mới đâu nhá. Cái đầu tiên là anh em sẽ vào cái đặt này, nhìn vào trong cái này, anh em có thể nhìn chữ M không? M là hàng thương mại bình thường này. Anh em kiểm tra cái này kích hoạt này, tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em xem nhé. Anh em kiểm tra cái thời lượng pin này, mà nhiều đấy thì không bao giờ có chuyện là vỏ đẹp đâu nhé. Vỏ đẹp chỉ có thay thôi. Đấy, vào pin xem này, đấy, 100% như thế này là pin đã được thay, 100% là pin được thay nhé. Mình không phủ nhận cái việc mình đã phải thay pin. Bởi vì những chiếc máy này hiện tại bây giờ pin đã yếu rồi, mà đã yếu rồi chỉ có thay thôi. Cho anh em dùng sao nữa mà bán cho anh em dùng không pin yếu nhá. Máy zin nhưng mà pin yếu anh em cũng không thích. Đấy, nhưng mà mình lưu ý anh em là nếu đi chọn máy cũ iPhone X rồi, thậm chí bây giờ XS rồi, XS Max rồi, hết bảo hành trên hệ thống Apple ấy, thì đa phần là pin là dưới rồi nhá, pin xuống rồi nhá. Chứ không còn chuyện pin 100% nào. Đây này, mình cho anh em xem nhá. Đây anh em nhìn thấy không? Đây là một chiếc máy nguyên bản, 95% đất cũ này và mình để nguyên này, thì pin nó chỉ còn 82% thôi. Liệu anh em có dùng được 82% này hay không, hay anh em vẫn cứ muốn phải kiếm được một chiếc máy cũ, phải dùng được hết bảo hành trên hệ thống rồi nhưng pin 100%? Mình phải nói thật với anh em, đấy là cái chuyện mò kim đáy biển luôn, và anh em có thể mò phải cái máy bị dựng nhá. Đấy, mình lưu ý anh em trường hợp như vậy. Thế nên iPhone X rất là khó còn nguyên áp suất, bởi vì là bên mình có thay pin thì bên mình vẫn dán lại cái răng. Nhưng trường hợp mà đi nước thì non là anh em cứ cẩn thận nhá, nghe gọi trời mưa thì thoải mái nhưng nhúng nước là không lên đâu nhá. Rất là nhiều anh em mua và ngồi với bạn bè và ăn lẩu hay là uống bia, cho vào cốc bia hoặc là cho vào nồi lẩu là chết máy là chuyện bình thường. Và những cái vấn đề mà chết máy trong cái trường hợp mà như thế thì bên mình hay là tất cả các bên khác ấy, thậm chí là chính hãng là người ta sẽ không bảo hành. Đấy, thế nên là đảm bảo quyền lợi cho anh em cứ phải lưu ý là như vậy nhá. Đảm bảo quyền lợi cho cả bên mình nữa là anh em phải lưu ý là như vậy, là mình sẽ nói rõ với anh em vấn đề là con nào đã bị thay, con nào chưa, con nào có nguyên bản năm suất hay không. Đó. Đây mình thử xem lại con nữa nhá. Đây con này 100% này anh ấy. Đấy, anh em thử nhận thấy nhá. Con này 100% là thay rồi này. Đó. Đây. Con nào cứ dưới là chưa bị thay. Đây 86% này, nguyên bản nhá. Nguyên bản, nguyên zin, chưa bóc luôn. Đấy là 86%. Còn những con 100% khẳng định mấy anh em là thay luôn, như hôm trước mình nói 8 mà lớn mấy anh em ấy, đa phần là thay hết rồi. Đó đúng không? Thế nên là bây giờ hiện tại nếu anh em đi mua iPhone X, anh em cứ tìm một cái địa chỉ rất là cẩn thận và uy tín, và tìm một cái nơi mà anh em yên tâm anh em có thể mua. Và bây giờ thì mình sẽ chuyên sâu hơn về cái vấn đề để test qua hình thức cho anh em. Đó nhá, mình nói lại nữa là anh em đi mua một chiếc máy la lưu ấy, hình thức nó đẹp, không bị cấn, không bị rơi móc, không bị cong vênh, nhưng nó cũng phải cũ cũ một tí nhá. À, anh em nhìn thấy không? Màu trắng là màu bao giờ giữ dáng đẹp nhất, chính vì thế nó rất là đắt. Đắt hơn màu đen đến 200-300, nhưng mà anh em phải lưu ý nhá, nó vẫn phải cũ nhá. Đây này, chân sạc cái đen xì anh em nhìn thấy không? Chân sạc phải cũ cũ bẩn bẩn rồi. Chân sạc của những chiếc máy này ấy, là bên trong nó là màu hơi trắng ngà ấy. Thế nên là anh em đi mua máy cũ ấy, nó phải cũ cũ bẩn bẩn, và nhìn kỹ nó vẫn còn màu trắng nhưng mà nó bị bẩn bởi vì cắm ra cắm vào nhiều rồi. Màng loa của các bên nó phải đều, các mép này anh em có thể nhìn thấy không? Nó phải đều từng một cái cắt của màng loa một, và bên trong nó phải có bụi nhé.
vệ sinh sạch đến mấy, có lấy bàn chải đánh sạch đến mấy thì nó vẫn cứ có bụi mà nó không thể nào mà long lanh như cái mới được. Anh em lưu ý là như vậy nhé. Đây cái màu đen mình sẽ lấy cho anh em xem luôn. Đây này, chân sạc màu đen thì khó nhìn cái việc đấy. Đấy. Đấy, nhưng cái mép, những cái mép này của chân sạc bao giờ nó sẽ có màu bạc, và thường con màu đen nó hay bị chóc ở cái mép này nhiều nhất, bởi vì cắm ra cắm sạc nhiều, nhiều khi tối anh em chọc vào cái mép này nó sẽ bị xước cái này là nhiều nhất. Thế nên là bao giờ cái màu của cái chân sạc nó sẽ bạc hơn một chút so với cái màu về xung quanh. Mình lưu ý mà anh em là như vậy nhé. Bên trong những cái loa này bây giờ anh em cũng thấy những cái khe này, anh em thấy là rất là còn rất là nhiều bụi bẩn này. Đó, lật mặt nghiêng sang bên cạnh này. Đây, đây là một chiếc máy còn 95% của mình đây. À đâu mình nhầm, đây là 99. Đấy, đây là đẹp này. Đấy, nhìn rất là đen, rất đẹp đúng không anh em? Anh em nhìn nhá, cái màu rất đẹp này. Chân khai sim này, nút bấm này, màu rất đều với nhau này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy, bên trên này nó là cái khu vực này có cái giải nhựa anten. Giải nhựa này là cái giải nhựa để làm cái sóng anten của cái điện thoại ấy. Chúng ta nhìn thấy này. Rất là đều và sẽ sờ tay rất là mịn nhá. Chúng ta chỉ có cạy cạy tay đây thì chúng ta mới thấy cảm thấy nó còn cộm thôi, còn chúng ta vuốt tay này thấy không có gì luôn. Rất là mịn cả cùng một khối luôn. Nếu mà trường hợp anh em thấy nó gồ ghề nó không đều nhau ấy thì khả năng là xương làm lại, và xương làm lại là xương làm kém chất lượng ấy. Sản xuất lại bởi Trung Quốc ấy, nó không phải là xương xịn hay là xương mà được đánh bóng đâu. Đó, anh em lưu ý như vậy. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra gạt rung rất là chắc chắn. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ bẩn bẩn nha. Đấy, chúng ta nhìn đây. Có những vết bẩn màu đen đen như này này. Đấy, bên này cũng có cái bụi bụi này. Đấy, chúng ta kiểm tra những cái máy mà cũ bao giờ cũng phải thế nha. Rất là cẩn thận như vậy. Bởi vì việc anh em kiểm tra như vậy là chắc chắn là cái máy đã đúng là cái máy đã từng qua sử dụng. Chứ người ta không bao giờ người ta mua máy, người ta kích hoạt, người ta bỏ tủ đâu. Rất ít trường hợp như thế nhé, rất hiếm, không khác gì cái việc mà Joaquin lên biển mình vừa nói đấy. Đấy, mò cẩn thận nào, mò chết là chết dở đấy. Bên này phím chúng ta cũng thấy rất là chắc chắn này, nó đều này. Đây là cái việc xem bên qua sau bên cạnh cái biển nhé. Tiếp theo là những clip trước của iPhone mình nói là iPhone nó gia công rất là tốt, rất là tốt luôn. Thế nên là việc anh em đi mua, anh em cứ sờ cái mép mình đi. Đấy, sờ cái mép này rất là đẹp. Đây, mình sẽ có một con máy mà của hàng Rifobit. Hàng Rifobit cũng là cái hàng mà được làm lại nhưng bởi vì một công ty Accident tay nghề rất cao, nhưng mà nó làm thì nó vẫn bị cộm đây. Đấy, hàng Rifobit anh em nhìn nhá. Đấy, nó rất bị cộm này, nhưng không bao giờ đều như hàng Zin này đâu. Đấy, anh em nhìn thấy không? Không bao giờ đều như hàng Zin đâu, rất là bị cộm này. Bởi vì là cái này nó làm bằng thủ công, nó làm dán bằng tay thôi. Nhưng mà những người thợ tay nghề cao và được đảm bảo bảo bồ thôi, nhưng mà vẫn bị cộm nhá. Đây, sờ mép này rất là mượt nhưng mép này nó bị cộm này. Thì đây là hàng Rifobit. Hàng Rifobit này là của một công ty đàng hoàng, chứ là Rifobit của mấy cái ông mà xung quanh anh em hoặc là ông Trung Quốc ấy. Thì chắc chắn một điều là không ăn thua đâu nhá. Thế là anh em cứ sờ này, sờ các mép này, sờ các mép này. Đấy, mà nó cộm mà không có chữ Rifobit đây thì bỏ nhá, đừng có lấy những cái máy đấy. Đây, bởi vì thay lớp lưng rồi. Đấy. Ok, bóc hết rồi, test nhá. Đấy, nhìn kỹ cái khu vực bên trong này này, nhìn kỹ cái khu vực bên trong này. Trong veo veo luôn, và đen, và không có bụi. Thật kỹ của anh em nhá. Đấy. Đấy, mình sẽ lau sạch sẽ cho anh em, bởi vì mình dán này bảo vệ không bị xước này. Phía này nó có một cái gọi là cái mic phụ, để mỗi lần anh em quay phim, để anh em thu âm thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái màng, và cái màng nó làm thấp xuống một chút. Đấy, anh em lưu ý như vậy. Và cái loa lỗ của cái màng đấy nó không khác gì là cái màng ở dưới này. Đấy, anh em nhìn rất là đều nhá, và sẽ không bị lõm xuống đâu nhá. Đấy, nó không bị, không phải là không, mình không nói là không phải là lõm xuống so với kính, mà lõm xuống kính một chút thôi, nhưng nó rất là đều, nó không bị có chỗ nào cao nào thấp, anh em lưu ý như vậy nhá. Bên cạnh nó sẽ là cụm đèn flash, và cái này nó sẽ là một khối riêng. Đấy, anh em nhìn cái màu đều không, bên trên là màu vàng nhạt, bên dưới là màu cam này. Đấy, chuẩn là như thế nhá, hàng Zin đấy. Và anh em nhìn rất là đều, nó có những cái ô tròn 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 tròn, nó có những cái họa tiết mà nó là cái gân gân đấy, rất là đều luôn, anh em lưu ý như vậy. Và nghiêng nghiêng đi thì nó sẽ có độ bóng màu tím tím giống như kính sapphire ấy. Còn riêng cái kính đèn flash thôi nhá, đấy nó sẽ là như thế. Thì mới chọn anh em nhá. Đó, và anh em soi thật kỹ này. iPhone bao giờ ấy, bao giờ iPhone chuẩn nhá. Từ những con hiện tại là 11 Pro Max quay lại thì những cái kính của camera bao giờ nó sẽ cao hơn này, cao hơn cái viền của camera anh em nhìn nhá. Đấy, nó sẽ cao hơn. Rất là khó xước và cao hơn, nó là kính chứ không phải là nhựa. Nhiều trường hợp thay nhựa bóp phát mềm rồi chứ không phải đâu. Nó phải là kính nhá, anh em nhìn thấy cao hơn không? Bao giờ nó sẽ cao hơn như này nhá. Nếu trường hợp nó thụt xuống, trường hợp nó cao hơn không đều, chỗ cao chỗ thấp ấy, thì chắc chắn là thay rồi anh em nhé. Anh em lưu ý là như vậy, phải rất là cẩn thận trong việc đấy. Trong khi mà anh em vuốt cái lưng này thì anh em cũng vuốt luôn cái kính màn hình này. Vuốt luôn này. Luôn này. Đấy, rất là mịn luôn, rất là đều luôn. Vuốt luôn nhá, rất là đều nhá. Là chuẩn, bởi vì một điều là như này nhá. Tất cả các trường hợp mà Apple nó gia công sản xuất ấy, mà trong trường hợp mà nếu mà là cái màn hình thay, là màn hình ghép kính, thì nó sẽ không bao giờ chưa chắc là đã được khít như này đâu. Cái này có tháo ra, anh em có tháo ra này, có thay pin nữa thì lắp vào nó rất là khít. Đấy, chúng ta có thể bóp lại đi.
xem có chắc chắn hay không. Bởi vì đa phần như bên mình làm ấy là có thay pin cho anh em ấy, thì bên mình sẽ vẫn dán lại cái gioăng cho anh em, vẫn dán lại gioăng đàng hoàng nhá. Thế nên là anh em sẽ thấy rất là chắc chắn. Còn trường hợp không dán gioăng, trường hợp thay ra, trường hợp thay kính lô, trường hợp ép lại kính thì nó sẽ rất là cộm luôn. Với lại để anh em lưu ý như vậy, tránh trường hợp bị dán kính nữa thì chúng ta mua vào chiếc máy cũ, chúng ta cũng lên xem lại màn hình, nó cũng không nên mà đẹp quá nhá, xước xước một chút là được. Đây xước răm này, xước răm này đó, thì là khẳng định là màn hình nó chưa bị ép, bởi vì đa phần ép là kính nó không bị xước đâu, nó là đẹp đấy. Tiếp nữa soi kỹ khu vực này, những khu vực mà không phải thuộc màn hình này, nó là khu vực màu đen này. Em mình bật lấy con nào mình bật lên được này. Đây cái khu vực màu đen này này, đó, anh em nhìn đây, đen tuyệt đối luôn, màu đen đây nhá. Chúng ta có thể nhìn kỹ là chúng ta nhìn, chỉ có nhìn mắt thường chỉ có nhìn thấy cái phần camera của camera trước thôi, còn những phần cảm biến bên trên là chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu nhé. Anh em lưu ý như vậy. Còn nếu mà trong hợp chúng ta nhìn thấy cái cảm biến mà nó lộ đấy, thì chắc chắn là cái kính này không phải kính xịn, hoặc là cái bên trong nó làm quá lộ luôn này. Chỉ có soi đèn vào thôi nhá. Chỉ có soi đèn vào thì mới nhìn thấy dưới này nó có hai cái ô cảm biến này, nằm rời nhau một cái ngoài này, một cái trong này này. Đấy, chỉ có soi đèn thôi. Đó. Không biết trên camera anh em nhìn thấy không nhỉ? Đấy cái chỗ khu vực màu xanh xanh hơn một chút đấy. Là chỉ có soi đèn là chúng ta nhìn thấy nhé, còn mắt thường là không nhìn thấy. Anh em lưu ý như vậy nhá. Còn nếu mà bên dưới mà chúng ta nhìn thấy lại một cái điểm nào khác, màu trắng trắng ở nhỏ ấy, một cái điểm nào mà nó lộ này bằng mắt thường ấy, chỉ có soi đèn mới nhìn thấy, soi kỹ mới nhìn thấy nhá, hoặc là mắt thường nhìn thấy kỹ chúng ta mới nhìn thấy. Đấy thì chúng ta có lưu ý là kính này không phải kính zin rồi, rất là nguy hiểm là như vậy. Và cái phần nữa là cái phần loa thoại này, cái màng loa rất là đều luôn nhá, lõm xuống một chút và rất là đều luôn, không có chỗ nào cao hơn chỗ nào thấp hơn thì mới là xịn. Camera đằng trước soi thật kỹ xem có bụi bên trong hay không, có bụi bên trong chắc chắn là tháo rồi, bởi vì cái này nó làm rất là kín, rất là khó bị bụi vào nhá. Đấy, anh em lưu ý mình như vậy. Còn nếu bị thì chết dở nhá, bị tốt nhất là bỏ không lấy nữa, là những cái màn đấy đã bị thay rồi. Đây anh em nhìn không, cái màn của mình đã bị xước này, này. Đấy. Và một điều rất là hay ấy, hiện tại là bây giờ những chiếc máy này tay nghề mà người ta dựng lại, người ta ra, người ta refurbish lại, người ta tân trang lại rất là dễ. Trường hợp mà xước kính như kính zin là người ta có thể mài được ấy, và trường hợp mà mài nhẹ ấy, thì cái đấy nó khó xem. Nhưng mà trường hợp mà mài nặng ấy thì anh em cứ thử dán cường lực vào xem, dán cường lực vào mà nó không ăn ấy thì đã là bị mài rồi. Anh em lưu ý với mình là như vậy nhé. Cái miếng dán cường lực cũng có cái vấn đề là mình có thể test được như vậy đó. Thế đấy là vấn đề mình test sơ qua bên ngoài là mình đã nhận thấy được cái máy của mình nó có bị làm sao hay không. Còn bây giờ mình test sâu bên trong thì cũng như những chiếc iPhone khác thôi. Việc đầu tiên thì mình lại vào mình xem cái màn hình và độ sáng này xem có chu tông hay không. Đó, nó có chu tông này, có mà cái mà có thể chỉnh điều chỉnh được độ sáng này, ánh sáng này, tự động thích nghi này. Thì cái này nó là một cái màn hình zin mới có, thay màn hình ngoài thì không, gần như là không có rồi. Không có cái này thì cứ coi như là mình đã bị thay rồi. Còn có thì 80% là khẳng định là zin. Thay màn hình zin mà vẫn còn được những cái đấy, đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần giới thiệu và chúng ta xem cái đời máy. Đây là lò nhá. Sau đấy. Bởi vì công ty này chỉ có Mỹ thôi nhá, chứ không có nước khác đâu nhá. Thế nên là in absolute mà phải là lò nhá. Đó, chúng ta nhìn thế này. Bản N ở giữa này, N là bản gì ạ? N là bản trả bài, N là bản trả bài. Đây con này vừa là trả bài, vừa bị refurbish luôn, vừa bị tân trang luôn bởi công ty đó luôn. Đây. Anh em thể nhìn lò một chiếc M là bản thương mại bình thường. Đấy, sau lưng không, đây cũng là hàng refurbish, mình rất là nhiều hàng refurbish luôn. Để mình xem có con nào không in gì không nhá. Đây. Đấy. Con này không in gì này. Đấy. Đấy anh em nhìn không? Lò này. Và không in gì này. Hàng của Nhật này, hàng một số nước mà hình như là của Việt Nam ấy là cũng sẽ không in. Nhưng mà riêng hàng của Anh nhá, hàng của châu Âu ấy, anh em lưu ý là in nhá, để mình bật cho anh em. Đây nha, những cái hàng của châu Âu anh em nhá. Đây này. Để mình xem con này là của nước nào nào. Đây anh em nhìn thấy không? Đây là B là của Anh nhá. Đây là hàng của Anh này, của Đức này, của Pháp này, một số nước châu Âu ấy là nó sẽ in này này anh em nhá. Em lưu ý như vậy là đã có cái này ấy, thì không thể là lò được. Mà nó có cái này không, đã không có cái này ấy, thì không thể là B được hay là D được. Đây, anh em lưu ý nhá. B này, D này, Q này, Q Pháp, D Đức này, AB là Anh này, thì mình chỉ có những cái hàng thế thôi. R là của Nga. N là của gì đấy, đấy là những cái máy đấy là nó sẽ thường thường nó sẽ in những cái tiêu chuẩn ở dưới như này. Đấy, mà có những cái này mà là L ấy thì không phải, mà có là B này, Q này, N, F này, là mà có cái không có cái này ấy, thì chắc chắn là những chiếc máy đó là những chiếc máy không phải là máy chuẩn đấy anh em ạ, là những chiếc máy làm lại, là chiếc máy refurbish của Trung Quốc, là những chiếc máy refurbish đấy, mình gọi là refurbish cho nó VIP thôi nhá, chứ không phải gọi là máy dựng nhá. Và anh em lưu ý là như vậy. Đấy là chúng ta cái vấn đề là chúng ta xem bên ngoài là chúng ta có thể nhận biết được ngay những chiếc máy mà chúng ta xem có là chuẩn hay không. Đây em có thể nhìn thấy là tất cả những chiếc máy ở đây giá chỉ hơn 10 triệu thôi đặt trước ấy. Tuần sau đấy ấy, thì những cái lô khác nó về, bởi lô này ấy, là mình bán trực tiếp ở shop, những lô khác là về, lô tiếp theo nó về là mình cho những người đặt hàng này,
chờ đợi bên mình cùng với mình này. Thì những người đấy sẽ mua được với giá mức giá chỉ chưa đến 10 triệu thôi là toàn chiếc máy là zin như này anh em nhé. Toàn là chiếc máy zin này, khả năng là nhiều khả năng là mình sẽ không thay pin, mình sẽ để nguyên bản đấy, anh em yêu cầu thì mình mới thay thôi. Đó, anh em lưu ý là như vậy nhá. Đây, là chúng ta xem tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem vào bên trong để chúng ta xác nhận là những chiếc máy đấy có phải bán ra bởi Apple chuẩn hay không. Thì những cái này là mình đã hướng dẫn anh em nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ với riêng chiếc máy này, với riêng chiếc máy mà mình làm clip, mình vẫn hướng dẫn lại cho anh em, bởi vì là hướng dẫn thừa lại cũng không thừa một chút nào cả. Cái này rất là quan trọng, đúng không? Đấy. Là việc đầu tiên là chúng ta cứ kết nối wifi đi nhá, chúng ta cứ sẽ kết nối wifi này. Và chúng ta sẽ kết nối wifi và sau đó chúng ta kiểm tra trên trang chủ của Apple. Đó. Đây, chúng ta sẽ copy cái serial number này nhá. Chúng ta sẽ copy cái serial number này, đây, cái này này. Đây là chúng ta sẽ copy cái serial number này. Và sau đó chúng ta sẽ vào trang chủ của Apple để chúng ta kiểm tra. Hay chúng ta có thể vào cái sorry chúng ta ghi là check iPhone nhá. Đây, chúng ta sẽ ghi là check iPhone này. Đó. Check iPhone này. Ok, rồi chúng ta vào cái trang này. Đó. Và sau đó chúng ta paste vào cái đường link này nhá, đường dẫn này nhá. Đây là chúng ta sẽ nhìn thấy này. Là ghi serial number. Cái này là chúng ta sẽ ghi email được. Mình thích ghi serial number hơn, bởi vì serial number mình sẽ không phải xóa khoảng trắng đi. Email nó sẽ có khoảng trắng là mình phải xóa để khoảng cách ấy. P này. Đó. Thì cái này là chúng ta sẽ kiểm tra được là có chuẩn của Apple bán hay không. Đó, chúng ta nhìn thấy nhá. Thì tại xe đây là có một ngày mua hợp lệ. Rồi chúng ta sẽ thấy dấu tích màu xanh này. Chúng ta sẽ thấy cái dấu chấm than màu vàng. Có nghĩa là hết thời gian bảo hành, hết thời gian hỗ trợ online trực tuyến bằng điện thoại. Hết cái thời gian sửa chữa dịch vụ bảo hành. Đó, cái này là đã bị hết thời gian bảo hành rồi, có nghĩa là mua quá 12 tháng rồi. Đó, anh em lưu ý là như vậy, đã mua quá 12 tháng rồi thì nó sẽ báo hết là như này nhá. Trong trường hợp anh em thấy chỉ có một dấu chấm than vàng và nó báo dịch ở tiếng Việt là không xác định được ngày mua, thì những chiếc máy đấy là bình thường anh em cứ vào xác định là mua, anh em đăng nhập cái tài khoản của anh em vào và anh em xác nhận một cái ngày mua hợp lệ, bởi vì những chiếc máy này có thể là mua bên nước ngoài và đem về Việt Nam người ta thấy là có vấn đề là người ta báo luôn là không xác nhận ngày mua, mình phải chọn đúng cái ngày kích hoạt, đúng cái tháng kích hoạt đấy thì nó sẽ báo ngày mua, không sao cả. Nhưng những chiếc máy nó báo là không có tồn tại email, không tồn tại serial number ấy, nó báo một cái dòng màu đỏ ấy, thì những chiếc máy đấy anh em cứ lưu ý là không nên lấy nhá, bởi vì là những chiếc máy nó có thể là như này. Nếu là hàng nguyên bản thì đó là những cái hàng mà được Trung Quốc người ta dùng email đó, người ta nạp vào một cái máy nào đó bị lỗi xong người ta gửi Apple bảo hành. Và những cái máy đấy Apple nó đã hủy trên hệ thống rồi, nó không quản lý nữa, thì nó sẽ hiện email không báo được email. Nguy hiểm hơn, không phải máy nguyên bản, thì nó là những chiếc máy được dựng từ những email đã bị đi bảo hành, đã bị Apple loại bỏ hết khỏi hệ thống rồi. Là những cái máy đấy thế anh em không nên lấy nhá. Chứ không bao giờ nó có chuyện là những chiếc máy là những máy xịn của Apple cho cứ có không có cái đấy là coi như bỏ luôn, không lấy, mình sẽ không bán và mình cũng khuyên anh em không nên mua. Đó là vấn đề như vậy. Anh em lưu ý nhá. Còn để mà test cái thời gian kích hoạt cụ thể của chiếc máy này thì có nhiều cách lắm. Anh em có thể cắm vào máy tính qua cái phần mềm Bluetooth, anh em xem cái thời gian sản xuất của nó, nhưng không xem vào thời gian kích hoạt. Anh em có thể xem được chi tiết ở pin. Còn nếu mà anh em muốn xem thời gian kích hoạt ấy thì cũng có cái cách là anh em mình nói lại này. Cái này mình hướng dẫn nhiều rồi nhưng mình vẫn hướng dẫn lại nhá. Anh em đăng nhập cái tài khoản iCloud của anh em vào cái máy này nhá. Đó. Đây nha anh em nhá, khi mà đăng nhập xong tài khoản vào như thế này ấy, thì là anh em lại vào cái trang web này. Nhưng mà chúng ta sẽ không cùng dùng cái trang web này nữa, chúng ta gõ lại nhé. Gõ lại và tìm kiếm là chúng ta có My Support này. My Support. Đó. Chúng ta có My Support Apple nhá. Đây, chúng ta sẽ vào cái trang là My Support này. Chúng ta nhìn thấy My Support không? Chúng ta ấn vào đây nhá. Đó. Sau đó chúng ta ấn vào đăng nhập tài khoản. Đăng nhập chính cái tài khoản iCloud anh em vừa giờ mà anh em đăng nhập vào cái máy này đấy. Nha. Đó, chúng ta sẽ đăng nhập chính cái tài khoản đấy. Đăng nhập. Sau khi anh em đăng nhập cái tài khoản vào ấy, thì anh em có thể vào anh em trang thiết bị của mình. Đây, cái iPhone X đầu tiên này không phải đâu nhá, bởi vì là những cái này là cái mình đang dùng này. Đấy, đó là cái này này. Đó là cái dưới cùng, hôm qua mình có trước mình có làm một clip test 8 Plus đấy. Đấy thì vẫn còn đây. Bởi vì mình vẫn chưa thoát khỏi con 8 Plus đấy. Và đây là con iPhone X nha. Chúng ta vào đây nha. À, đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đây em nhé, là thời gian kích hoạt của nó là vào ngày 9 tháng 11 năm 2017. Đấy, chiếc máy này kích hoạt được khoảng đời đầu ấy, bởi vì máy này ra năm 2017 và ra khoảng tháng 9 ấy, thì thời gian của kích hoạt của nó là tháng 11 năm 2017. Đó, chính vì thế anh em cũng có thể nhìn lại lần nữa này. Còn này kích hoạt cách đây gần 2 năm rồi thì làm gì có chuyện mà pin nó còn ngon, là gần 3 năm rồi chứ, đúng không? Đấy, pin thay rồi 100%. Chứ còn nếu kích hoạt từ tháng 9 là pin 100% mà người ta bỏ zin là không có chuyện đấy đâu anh em nhá. Không có chuyện đấy đâu, khó lắm. Đó.
không khéo là vớ phải cái máy vớ vẩn đấy. Thế nên anh em lưu ý như vậy này đấy. Còn nhiều trường hợp nếu anh em thấy cái thời gian kích hoạt của nó là năm 1978 ấy, 1978 thì làm gì đã có smartphone là iPhone và thời gian kích hoạt nó báo như thế, thì rất là nhiều anh em lo lắng về vấn đề đấy, thì mình phải nói thật với anh em đấy là không vấn đề đâu nhá. Đó là những chiếc máy lóc ấy được mua code thành quốc tế, khi mua code ở một cái trang ở trên mạng, trang online quốc tế ở ấy thì nó chả hiểu sao nó nhảy sang cái một năm 1978. Thế nên này, cái vấn đề này anh em không phải lo nhá, mà thường thường tháng 4 năm 1978 ấy, những chiếc máy là LL này, Z này, CA này, thường hay trường hợp như vậy. Còn nếu mà chiếc máy của B là của Anh này thì không bao giờ có trường hợp như vậy đâu nhá, bởi vì là những chiếc của Anh đa phần là máy quốc tế chuẩn rồi. Thế nên anh em yên tâm được việc đấy, không bao giờ xảy ra đâu. Đó, mua máy thì đơn giản như vậy thôi. Anh em muốn mua máy rẻ nhá, quốc tế chuẩn nhá, thì anh em có thể liên hệ bên mình, có thể xem giá cụ thể mình cập nhật trực tiếp. Anh em nào mà xem trong cái thời gian cuối tháng 2 thì anh em nhân tay đặt hàng đi. Đầu tháng 2, tuần đầu tháng 3 ấy, là mình sẽ bán những chiếc máy này đối với những anh em đặt hàng trong tháng 2 ấy, thì với mức giá chỉ có chưa đến 10 triệu. Còn nếu anh em đặt hàng thẳng ngay từ bây giờ ấy, thì mức giá của nó đối với màu đen ấy là 10.350, màu trắng là 10.550. Cụ thể hơn sẽ thay đổi theo ngày giá như nào ấy, anh em cập nhật ở website là mlm.vn nhé. Gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 02 5652 6789. Ở trên mô tả của kênh ấy, thì mình có để số điện thoại cá nhân của mình để anh em có thể tiện theo dõi, tiện liên lạc để hỏi một số vấn đề mà anh em cần. Đơn giản như vậy thôi. Anh em đặt hàng thì bên mình có ship COD toàn quốc những chiếc máy này cho anh em 1 đổi 1 lên đến 45 ngày. Nếu trường hợp có lỗi mình sẽ đổi chiếc máy khác. Anh em có thể nâng cấp lên 1 đổi 1 12 tháng, anh có thể nâng cấp lên 1 đổi 1 18 tháng, cái lỗi là mình đổi khác thôi, không sửa chữa gì cả. Thế nên anh em yên tâm mà chọn lựa chọn nhé. Đó, tất cả những chiếc máy này mình đều bán trực tiếp cho anh em tại shop 170 Lạch Tray. Đấy là anh em cứ thế là qua thôi, là mình sẽ bán tại Hải Phòng nhé. Còn các tỉnh thì mình hiện tại là chưa có shop đâu. Đó, anh em xem clip này mà anh em cảm thấy quý ý, thì anh em cứ cho mình một like, chia sẻ cho người khác cùng xem để mọi người cùng biết. Đối có thể mua được chiếc iPhone X với giá chỉ có chưa đến 10 triệu mà lại ngon như vậy nhá. Để mọi người cùng nhận biết là chiếc điện thoại của mọi người đang dùng là liệu mọi người mua có phải là chiếc máy chuẩn hay không. Đơn giản là vậy thôi, cứ subscribe kênh YouTube đi thì có nhiều clip hơn để cho anh em xem. Các bạn xem clip nhá, chào tạm biệt nhá.